Hello, hello, xin chào các bạn nha. Bây giờ mình sẽ thực hiện cái mission là Saltwater nha. Saltwater này mình có cái chân là Common Snook, Red Room, Bermit, Tybon, Black Room, Benefit nè. Bây giờ mình sẽ Common Snook, mình sẽ thực hiện con Trophy Southern Flower, Flounder. Oh yeah, ok, truck mission này đi. Đó, đó thấy chưa? Còn cái mission đó nữa thôi. Này thì ý sao đây? Ồ chú trời. Ồ chú trời thiệt. Rồi ok, truck mission đó rồi. Mình vô nha các bạn. Bây giờ mình sẽ xin thêm miếng nhạc đi. Có nhạc sao chơi không có nhạc nghe buồn quá. Có nhạc chút xíu. Đó. Đó, nhạc lên chơi đi. Em stress nè. Rồi. Bây giờ mình vô trong cái bot này nha. Ok. Đó. Khởi động máy rồi đó. Khởi động máy lên. Rồi. Giờ đó. Nghe ông này coi. Mình mở cái bản đồ mình lên cây coi nha. Đó. Làm dấu đi, làm dấu cái chỗ mà nó cạn. Đây, chỗ này cạn rồi nha. Đó. Đó, chỗ cạn đó. Mình nhìn xuống đi. À, chém hoa chém sặc, chém hoa chém sặc. Chém hoa chém sặc. Rồi. Rồi, bây giờ mình lấy số 2. Số 2 là nắp phiêu nha. Nắp phiêu nha các bạn. Cái này nha. Nó là nắp phiêu lava, Pistol Lava 10cm. Jetpack là 56g nha, thằng 4. Ok. Thằng mày luôn. Ồ, cũng khá xa thôi. Đấy, đứng gần quá vậy. Trời.
Thank you.
Trời mọi cô thương. Cuối cùng cũng dính được con trophy Southern Flower về gì ai hoàn thành luôn rồi nhá, hoàn thành nhiệm vụ trophy Southern Flower. Ok, keep. Ok, oh, mission accomplished. Ok, Sower thấu về trophy nhé. Ok, climb it. Ây da, thôi cho xin tấm ảnh nè. Right. Ok, ok. Oh, thank you các bạn xem video này nhé. Nếu các bạn thích thì like, share, subscribe, đăng ký ủng hộ kênh mình nha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Oh, bye bye.